Có một sự thật không thể nào phủ nhận được rằng là Minecraft là một tựa game dành cho trẻ em. Hầu như là tất cả mọi người trên thế giới đều công nhận điều đó. Tuy vậy thì chúng ta phải nhìn nhận lại rằng tựa game dành cho trẻ em này đã được hơn 10 năm tuổi. Những ai đã từng là trẻ em trước kia có lẽ bây giờ cũng đã là ít nhất là tuổi thiếu niên hoặc là trưởng thành rồi. Và những người ở độ tuổi đó, kể cả bản thân mình, rất ghét những thứ mà nhà phát hành game đặt lên chúng ta. Hôm nay thì mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn nghe về một trong những cuộc tranh luận lớn nhất và cũng là mới nhất của cộng đồng Minecraft. Đó là cuộc tranh luận về hệ thống tố cáo người chơi trong Minecraft Java phiên bản 1.19.1. Trước khi đi sâu vào trong cái hệ thống này thì chúng ta hãy lắng nghe từ phía của Mojang trước. Và họ nói rằng Minecraft là một tựa game tuyệt vời đã đưa hàng triệu người chơi trên khắp thế giới đến với nhau. Tất cả đều tập hợp lại với mục đích là chế tạo, khám phá và tìm kiếm niềm vui. Và bọn họ coi giữ tựa game của bọn họ là một nơi an toàn cho tất cả mọi người là một chuyện vô cùng quan trọng. Và để đạt được điều đó, Mojang đã tạo ra một đội ngũ chuyên biệt để bảo vệ cộng đồng của bọn họ. Và đội ngũ đó có công việc là sẽ ngăn chặn những dạng nội dung nguy hiểm, gây hại và ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe của những người chơi Minecraft. Tuy vậy thì đội ngũ này không phải có thể làm được tất cả mọi thứ, nên bọn họ đã tạo ra một hệ thống mang tên là hệ thống tố cáo người chơi. Và hệ thống tố cáo người chơi này sẽ cho phép những người chơi trong Minecraft đang chơi trong server hoặc là chơi chung với bạn bè có quyền tố cáo người chơi khác dựa trên những tin nhắn hoặc là những thứ tới từ nội dung ở trong Minecraft. Tuy là hệ thống tố cáo này đã được thêm vào Minecraft PE và Minecraft BE từ rất là lâu rồi, và thực sự hệ thống tố cáo cũ ở trên hai phiên bản trước cũng đã gặp vô số gạch đá, với không biết bao nhiêu tài khoản đã bị cấm không được chơi online Minecraft. Không được chơi online đây là có nghĩa các bạn không thể nào chơi chung với bạn bè luôn, chứ không nói riêng gì là chơi ở server. Ngoài ra còn có một số tài khoản còn bị cấm chơi cả single player, có nghĩa là chơi một mình. Và đó chỉ mới là hệ thống cũ ở trên phiên bản PE và phiên bản BE của Minecraft. Ở phiên bản mới này thì vẫn đang trong quá trình phát triển và bọn họ mới thêm vào một phần nào đó của hệ thống vào trong phiên bản 1.19.1 mà thôi. Hiện tại ở trong game mình đã có một cái tài khoản khác của mình ở đây, và mình có thể nhấn P lên để hiện ra khung người chơi. Và bên cạnh khung người chơi của tài khoản kia của mình thì sẽ có một cái nút là nút tạo báo cáo. Chúng ta có thể chọn tin nhắn trò chuyện để báo cáo ở phía trên này. Ví dụ như tôi đốt thằng dân làng này được không? Khi nhấn vào thì các bạn có thể nhấn xong. Ở dưới là phần danh mục báo cáo, giống như hầu hết tất cả những hệ thống tố cáo khác. Ví dụ như là trong Liên Minh Huyền Thoại, tất cả những thứ xúc phạm tới người chơi đều được liệt kê ra đây. Ví dụ như phát ngôn thù hận, chủ nghĩa khủng bố, bóc lột hoặc lạm dụng, đe dọa làm hại người khác, hình ảnh riêng tư, quấy rối hoặc bắt nạt, nội dung phỉ báng, mạo danh hoặc thông tin sai lệch, tự làm hại bản thân và những chất kích thích. Ngoài ra thì ở phía dưới này sẽ có một phần mô tả ghi rõ hơn là những danh mục này đang nói về vấn đề gì. Chúng ta có thể tích vào chủ nghĩa khủng bố, và các bạn có thể để loại mô tả của các bạn ở phía dưới này về người mà các bạn muốn tố cáo. Tuy vậy thì đây chỉ mới là phiên bản đang được phát triển, nên chúng ta khi mà gửi báo cáo sẽ không có gì xảy ra cả. Nó sẽ ghi rằng cảm ơn bạn đã báo cáo hành vi không phù hợp. Chúng tôi đã nhận được báo cáo của bạn, mặc dù chúng tôi hiện vẫn còn đang thử nghiệm và làm việc với tính năng báo cáo lạm dụng. Đáng tiếc, điều này có nghĩa là có thể không có hành động nào được thực hiện với báo cáo này. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà người bị báo cáo được xác nhận là sẽ bị cấm khỏi Minecraft? Thì khi mà các bạn bị cấm khỏi Minecraft thì có thể sẽ có một vài trường hợp xảy ra. Điều đầu tiên là các bạn có thể sẽ không thể nào chơi được chế độ online của Minecraft nữa, và các bạn chỉ có thể chơi offline mà thôi. Mặt khác, nếu mà tệ hơn thì chúng ta có thể hoàn toàn bị cấm khỏi Minecraft, thì chúng ta không thể nào chơi được tất cả các chế độ của Minecraft nữa. Và lúc đó thì chỉ có T-Law chờ giải cứu các bạn mà thôi. Và đó là những gì chúng ta biết được ở bên phía Mojang. Ngoài ra, ở trong bài đăng nói về phiên bản 1.19.1 của Mojang đã có gần 400 bình luận phản đối việc này. Bọn họ nói rằng hầu hết những server tồn tại ở trong Minecraft đều có tính năng tố cáo người chơi, và những admin của server đó cùng với lại đội ngũ của họ sẽ thực hiện chúng, và tất cả bọn họ đều đang thực hiện chúng hơn 10 năm rồi. Vậy nên là hệ thống này là thực sự không cần thiết đối với phiên bản Java. Nói kỹ hơn thì bởi vì không giống như là Minecraft BE, Minecraft Java có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn server khác nhau, và mỗi server lại có một phong cách riêng biệt. Ví dụ như là Hypixel thì là một nơi hoàn hảo cho tất cả các bạn chơi cùng bạn bè và chơi cùng gia đình. Tuy vậy thì 2B2T thì là ngược lại. Bản chất của 2B2T là sẽ không quản lý các bạn, cho dù các bạn có nói cái gì và làm cái gì đi nữa trong server này. Vậy thì những server dạng như là Anarchy hay còn gọi là không luật lệ sẽ ra sao?
Và hơn thế nữa thì cái hệ thống này hoàn toàn có thể bị lợi dụng. Anh em hãy thử tưởng tượng vào trong server giống như Hypixel mà chúng ta là người nổi tiếng thử xem. Anh em hãy thử tưởng tượng bất kỳ một YouTuber nổi tiếng nào vừa tham gia một game trong Hypixel và có hàng trăm người liên tục report YouTuber đó, thì cũng khả năng cao YouTuber đó sẽ bị cấm hoàn toàn khỏi cái việc chơi Minecraft luôn. Thế nên hầu hết những người bình luận ở đây đều suy nghĩ rằng server nào muốn kiểm soát lời nói của những người chơi trong server mình thì hãy để admin và đội ngũ của họ kiểm soát, chứ không cần thiết phải tới Mojang phải nhúng tay vào. Mà thực chất về ý kiến của bản thân mình nói Mojang ở đây có thể hoàn toàn việc cài đặt cái hệ thống này vào trong Minecraft là ý của Microsoft. Và thực tế thì rất nhiều người ở trong cái bình luận này cũng đổ lỗi cho Microsoft vì đang làm tha hóa Mojang. Anh em nghĩ sao về hệ thống này và tương lai của Minecraft sẽ đi về đâu đối với lại những server và những người chơi khi mà bọn họ bây giờ đang cảm thấy không an toàn khi mà chơi trong bất kỳ một server nào nữa? Hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Bye bye.